Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chú anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong sáng hôm nay thì cũng lên quán chị mình ít hàng cái mai giống cho anh chị cũng 10 combo. Bữa nay thì có cúc bi, giỏ nhung, rồi siêu nụ, rồi Sài Gòn, nhị ngọc toàn, giỏ đồng tiền, tùm lum loại hết luôn nha con anh chị. Thì hôm nay con anh chị mình cứ hay là hỏi giống đúng không ha. Thì bữa nay thì con lên con anh chị mình có mặt bông luôn cho con anh chị mình chọn cây luôn cho chắc cú nha. Nhưng mà cây có bông, đang có bông thì bò nó ít nha cô anh chị, tại vì nụ mấy già nó bị sượng lâu lắm rồi á, nên nụ nó mới gọi là mập cứng á, nó mới nồi nở bông đạt. Còn mà cô anh chị mình lại lá mùa nãy đang ra lá non là bông nó nhỏ xíu ha, nên tùy theo cô anh chị mình do cách chăm sóc với vô mùa bông thôi mới khác nhau ha. Thì đầu tiên là con lên một cây siêu bông Sài Gòn đây, hàng C, và một cây cúc bi tiên sinh. Nếu mà cô anh chị mình không thích Sài Gòn thì mình đổi qua Bình Lợi luôn được nha. Cây này thì gốc bự nè, cô anh chị mình xem nè, gốc bự nè. Cây này cúc bi nha, cúc bi tiên sinh. Mấy cái hàng này đúng là hàng cũ, con ghép nó lâu lắm rồi. Rồi ở ngoài cái vườn còn con sót thì con mới lấy lên thôi, chứ đúng ra mấy cái hàng này nó cũng không còn nhiều nha anh chị. Hàng cúc bi này ha, cúc bi tiên sinh. Hồi trước thì cô anh chị mình nó thích loại này lắm, là do nó đi bông chùm cô anh chị. Bông chùm rất là dữ nha, bông thì nó ngang ngửa cái thọ hương thôi, nhưng mà thọ hương thì bông chùm này không lợi cái hàng này đâu. Này là nở là kín cái cây luôn, không thấy cái nhánh luôn ha. Đó. Thì cây này thì hàng 3 mùa nha anh chị. Cao là khoảng 37 38 thôi, tính của anh chị mình 35 vậy ha. Đây một cây cúc bi, tàn nhánh thì tai cành đều tròn đế đẹp luôn nha anh chị. Đấy, cây lắc dáng lông sẵn luôn, cái phơm này phơm hồi xưa rồi, giờ mình không có cần lắc chỉnh sửa nữa, vậy cứ chăm tàn tròn là ra chơi thôi ha. Cây này mã số 1 nha cô anh chị, hôm qua là con tới 100 rồi nên đánh lại mã số 1 ha. Một cây cúc bi với một cây Sài Gòn đang có bông sẵn cho anh chị mình thấy ha. Tiếp tục nữa là cũng là một cây Sài Gòn luôn. Đấy, mấy cái bông này nó nở muốn nó cũng muốn hết bông nè. Thì cánh con Sài Gòn nó khuyết điểm là nó ít cánh, con chị nó ít cánh, khi mà mình nó rụng cánh á, thì nó nhìn thưa thưa ha. Còn mà bông thì nó đang nở thì nó vẫn đầy đặn đàng hoàng nha con chị. Nhìn cây dấu nhung ha, cây dấu nhung nói chung là hàng cũng đủ rễ hết bích bầu rồi con chị, nhưng mà chất nó bả đó. Về con chị mình nói này nè, mình đập vậy nè, mình rợt cái vòng ngoài thôi, nó vậy đó là hướng dẫn của anh chị mình nha, chứ mình đừng có ngắt ở trong hết là nó đứt rễ cám hết nha anh chị. Mình cứ đập vậy thôi là nó tự động nó gã thôi nha. Đấy, cây dẻo nhung. Cây dẻo nhung cũng hàng 3 mùa liền cốt nha anh chị. Đấy, cho anh chị mình thấy ha. Mình cứ đập rợt ra rồi mình thay chất trồng mới thôi. Vậy là ok. Đối với hàng cây nhỏ, cây bự thì mình gợt nhiều hơn tí xíu. Rồi, cây này dẻo nhung thì cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi nha anh chị. Và một cây siêu bông Sài Gòn nha. Thì cặp này cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Mấy cái nụ nó mặt thù lù đây nè ha. Nhưng mà cây nhỏ nên nó chưa có chất lượng không nha. Cây bự thì nó mới chất lượng nha anh chị. Đấy. Với mùa này nữa ha. Rồi mã số 2 cũng 200k bao ship luôn. Là một Sài Gòn một dấu nhung. Còn mà ai không thích Sài Gòn đổi qua cây Bình Lợi con đổi luôn ha, nhưng mà cây Bình Lợi thì nó sẽ lùn hơn, nhỏ hơn ha. Tiếp tục. Cũng một cây Sài Gòn nha anh chị, hàng ở bông chùm đây cho các anh chị mình thấy đây ha. Đấy, để cô anh chị mình cứ thắc mắc hoài bán không đúng giống công quá. Lên cô anh chị mình xem mặt bông luôn. Đây là một cây Sài Gòn. Đây là một cây siêu nụ. Cây này siêu nụ bánh tre nè. Bông thì loại này thì bông nó cánh nó dài dài chứ không phải cánh nó tròn anh chị, nhưng mà cái bông mà Sài Gòn thì cánh nó tròn tròn vậy. Cánh này thì nó thon dài. Đặc điểm cái này thì có một cái là nó nụ nó nhiều thôi. Nụ mà Tết là đặc rịch cái cây luôn á. Bông thì nở rộ thì nó ở nó cũng nhiều lắm nha anh chị. Nhưng mà cánh nó thì nó cánh nó thon, nó hơi hở hơn là mấy cái hàng siêu bông bây giờ nha. Cây này thì mới có 2 mùa thôi anh chị, siêu nụ mới có 2 mùa thôi. Chiều cao là 4 tấc ha, hơn 4 tấc, tính 4 tấc thôi. Tàn nhánh thì nó xum xê tròn hết, mấy cây này cắt đôn lại nha anh chị. Cắt bỏ hết luôn ha, cắt gọn gọn vô. Gọn sơ thôi, tại mấy cây này cái phơm nó có sẵn rồi. Về của anh chị mình tháo dây kẽm ra, cắt gom lại là xong là ok. Rồi cái này mã số 3 nha quý anh chị. Mã số 3 một cây siêu nụ Bến Tre với một cây siêu bông Sài Gòn. Đấy, bông thì dày quý anh chị mình yên tâm ha. Để khỏi thắc mắc về giống ha. Đấy, Sài Gòn siêu nụ mã số 3. Tiếp tục qua mã số 4. Mã số 4 là con lên một cây giảo đồng tiền và một cây Sài Gòn ha. Đấy.
giáo đồng tiền và một cây siêu bông Sài Gòn. Đây là giáo đồng tiền nè, bên vườn đây ha. Loại này là màu đỏ nha anh chị, đọt đỏ đây ha. Cho anh chị mình thấy nè, đọt màu đỏ. Và cái này của anh chị mình xem nè, cái nụ nè, một nụ đây nha của anh chị nè. Cái này là chỉ có một nụ nó nở thôi ha. Là được là một nè, hai, bên đây là hai nè. Đây là một nụ chưa nở, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nụ nè ha. Thấy chính xác ha. Loại giáo đồng tiền. Thì hôm bữa con nói của anh chị mình có giới thiệu của anh chị mình đó, hôm qua cũng có một combo giáo đồng tiền cây bự với cây bình lợi đó. Thì loại này là bông khoảng từ 12 cho tới 24 cánh nha của anh chị. Cánh thì nó tròn như một cái đồng tiền vậy nè. Nhưng mà cây này cây nhỏ thì nó chưa có đạt không nha của anh chị. Đây giáo đồng tiền bên vườn của con đây ha. Thì cây nhỏ này nói chung là cây nhỏ thì nó không có được bằng mấy cây bự được nha các anh chị. Thấy cây bự thì nó đạt tiêu chuẩn hơn, nó bự hơn. Một nụ này là khoảng từ 4 cho tới 7 8 nụ nha các anh chị. Bông chùm rất là dữ luôn. Bông tròn rất là đẹp nha các anh chị. Giáo đồng tiền nha. Đi bông chùm rất là dữ. Nói chung là so với mấy cái giống khác thì loại này thì đi bông chùm rất là ghê nha. Nhưng mà bông nó là nhiều lớp nha các anh chị, từ 12 cho tới 24 cánh ha. Đấy, các anh chị mình thấy rồi ha. Cái này là giáo đồng tiền. Thì có mặt bông của anh chị mình xem luôn, chứ hổm rồi giới thiệu giỏ đồng tiền của anh chị mình không biết mặt bông nha. Và một cây siêu bông Sài Gòn nha. Đây là cây Sài Gòn, cây này thì gốc vườn cao là khoảng 34 hàng đế thì nó cũng khá được nha của anh chị. Này là mã số 4 ha. Đây là số 4, một cây giỏ đồng tiền với cây Sài Gòn. Về cho anh chị mình chơi nha. Loại này thì cây lỡ lỡ không hổm rồi con lên nhóc hết trơn à. Giỏ đồng tiền này cây lỡ lỡ lên nhóc cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Năm này mã số 4 ha. Qua mã 5. Mã 5 giờ con hết mặt bông rồi. Lựa mấy cây có mặt bông con lên trước nha. Đây giờ một cây Sài Gòn. Cây Sài Gòn này hàng gốc nhớt đế quấn lò xo. Cho anh chị mình thấy ha, một bình lợi một Sài Gòn nha. Đấy. Thì hàng này thì nói chung là cũng hàng mùa rưỡi thôi nha các anh chị, chứ không có già hung nha. Cao 28. Đây một cây bình lợi nè, đế thì nó cũng được nè, thằng nhánh xum xê cũng cắt được mớ bo nha các anh chị. Cặp này cũng 200 bao ship luôn, mã số 5 ha. Và tiếp tục mã số 6. Cũng một cây bình lợi luôn. Và một cây Sài Gòn luôn ha. Cây Sài Gòn này là cây góc vườn nha các anh chị. Đây ghép chột ha, ghép chột. Nói chung là cái lô này thì con ghép nó mới được khoảng giáp năm thôi, nhưng mà ghép chột thì nó lẻ liền hơn thôi nha các anh chị, chứ chưa có liền cốt nè. Nó mới ôm á, cái bò nó mới ôm qua bên đây thôi, nó chưa có lấn hết cái này. Đấy cho anh chị mình thấy ha. Hàng này thì đế nó cũng tương đối thôi, chứ nên đẹp cũng không đẹp quá, đế vừa vừa phải thôi. Cái này hoành khoảng gần chín thôi, yếu chín tí xíu nha các anh chị, yếu chín tí xíu á. Cao khoảng 30. Rồi, cây này cây siêu bông Sài Gòn bình lợi luôn nha các anh chị. Cây này là 245, cây này mã số 6 ha, mã số 6. Đây đế thì nó cũng tương đối thôi nha các anh chị. Tàn nhánh thì nó cũng tròn xum xê nha. Rồi, cặp này thì 200k bao ship luôn. Và tiếp tục mã số 7. 7 là một cây bình lợi. Cây này cây giảo đa phúc nha các anh chị. Rồi các anh chị mình thấy ha. Cây giảo đa phúc tàn nhánh thì nó xum xê, tai tược cành đều. Cái này là con đôn sớm nha, đôn sớm nên tai tược nó đều lắm. Đế nó cũng có nha anh chị, hàng này gốc vườn luôn nha, gốc gốc vườn của mình. Gốc nhớt thì người ta xử lý quấn đế cho anh chị, gốc này thì là đế tự nhiên ha. Đế thì cây này thì nó được hơn cây Sài Gòn nãy chút xíu, hoành khoảng 8, chiều cao là khoảng 40 mấy, 42 43 tính 40 thôi. Cây giảo đa phúc, một cây đa phúc và một cây bình lợi thì cặp này cũng 200 bao ship luôn. Nói chung hàng giống thì con tùm lum giống hết trơn nha các anh chị. Hết cái giống này thì con bán giống khác, chứ không có bán lộn giống của anh chị mình đâu ha. Từ khi là cái số lượng mà hàng gốc nhớt đó con để vô một khu rồi đó, rồi của anh chị mình lấy số nhiều thì hồi đó là con mới có lộn thôi. Cái đó là trường hợp đó nó có nha anh chị. Lúc trước rồi con cũng có bị lộn, nhưng mà giờ là gốc nhớt thì con ít rồi, làm ít giống nên ít có vụ bị lộn đó lắm ha. Cặp này là mã số 8. Mã số 8 là một cây nhị ngọc toàn. Nhị ngọc toàn hàng chậu nha các anh chị. Và một cây bình lợi ha. Và một cây bình lợi này, cặp này cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn. Hàng gốc vườn. Cây này ghép 2 bo nha các anh chị. Cây này ghép 2 bo. Tàn nhánh thì nó cũng được được. Đấy. Cũng 200k bao ship luôn.
này mã số 8 rồi ha. À, qua tiếp tục mã số 9. Mã số 9 thì con lên cây khác chứ không có lên cỡ 200 nữa ha. Mã số 9 là con lên một cây giảo cam đổi màu, hay còn gọi là giảo tam sắc đó của anh chị. Này là sáng màu cam ha, sáng màu cam đậm, chiều chuyển qua màu trắng ha. Trưa thì nó ngà ngà, nó sọc cam trắng ha. Đây cho con chị mình xem, cây này thì bộ đế nó cũng được nha. Giảo tam sắc, nó tương tự như tam sắc hoàng mai nha anh chị, nhưng mà nó khác một cái ha. Là thằng tam sắc hoàng mai nó có bông năm cánh, mà ở này nó không có nha. Cây này mã số 9, mã số 9 cây này là hoành khoảng hơn 9 nè. Ghép 3 bo nha anh chị, ghép 3 bo đế thì nó cũng chưng nơm ha. Rồi, cây này thì mã số 9 một cây tam sắc. Giảo cam đổi màu cũng là một luôn. Đấy, cây này 250 bao ship của anh chị mình luôn ha. Đế thì nó cũng được nha, 250k. Tiếp tục cây này là mã số 10. Mã số 10 cây này là một cây giảo đồng tiền nha con chị. Giảo đồng tiền luôn ha. Cây này cũng ghép 3 bo đang ra lọc nè con chị. Lọc nó đang ra đỏ đỏ nè. Hôm bữa nó bị sượng đọt á, con lãi lá bớt á, lãi bớt mấy cái lá già đi, lãi bớt lá già lá trái đi, thì bắt đầu nó đang búng đọt lại nè. Cây giảo đồng tiền đế thì nó cũng tương đối được nha. Nói chung còn mấy cây, này này thì nói chung là cũng xả bớt cho anh chị mình thôi ha. Cây giảo đồng tiền, cái này hoành khoảng xém 10, chưa được 10, 97, 98 thôi. Cây này cao 27, 28 ha. Rồi, cây mã số 10 cuối cùng, cây giảo đồng tiền. Cây này thì giá 250 bao ship của anh chị mình luôn nha. Nói chung là còn ít cây thì xả cho các anh chị mình bớt ha. Đấy, cây này 250 thôi ha, 250 bao ship giảo đồng tiền. Giống này thì con có lâu rồi nha anh chị, chứ không phải mới đây đâu. Hồi Tết cũng có lên một cây bự cho anh chị mình xem mặt bông rồi ha. Còn mà hôm qua thì còn vài combo nè. Nhưng mà cặp hai cái hàng chậu hai nè, cây Bình Lợi, cây Sài Gòn thì 300k nè. Bên đây cũng vậy nè, còn hai combo nha con chị, hai combo 300k đây. Cây này là cây Bình Lợi nè ha, bên kia là cây Sài Gòn cũng 300 luôn. Đấy, còn bên đây là cây 200 nè. Cây 200 thì dạng mà đế nó chưng, nó bự, nó bự lắm nha con chị, chứ không phải nhỏ ha. Cây này nó bự vậy đó. Bên kia cũng có cây 200 luôn. Cái này Sài Gòn ha. Đó cho anh chị mình thấy ha, cây là toàn lớn lớn không, 200k một cây bao ship. Tương tự Bình Lợi thì nó cũng có mấy cây 200 luôn ha. Tùy theo đế lớn nhỏ của anh chị mình cứ việc chọn nha. Bên kia thì còn mấy cái hàng mà Bình Lợi 70k. Đấy, Bình Lợi 70k. Còn bên đây là cây Nhị Ngọc Toàn 200k luôn ha. Cây Nhị Ngọc Toàn này thì cắt bo được liền. Cây này ghép 3 bo nha anh chị, ghép 3 bo cắt bo được liền thì có cắt cũng được mười mấy bo đó. Đây là siêu bông Sài Gòn lá lớn, hay gọi là siêu bông thiết đó của anh chị. Siêu bông thiết thứ quý, cây này 350 ha, cây này lớn nha của anh chị. Bạch nó cũng khoảng 10 hơn nha, hơn 10. Nhưng mà đế bộ nôm rất là dữ, bích miệng chậu luôn ha. Chậu này chậu 2 tấc, bích miệng chậu luôn. Đấy, còn bên đó thì có Bình Lợi là dạng 200 một cây, bao ship ha. Còn cặp Bình Lợi này, cặp Bình Lợi lớn nha anh chị. Đây nè, cho anh chị mình thấy nè, hàng cây này ghép 6 bo nè. 6 bo hàng đế lớn, hoành thì chừng khoảng 16, 17 gì đó ha. Cây này 600k nè. Còn mà cây mà dạng bo nhiều nè, cây bự chà phá lửa này ha, cây này thì giá là 700k nè. Cho anh chị mình thấy cây rất là lớn luôn. Cặp này ha, cây này 600, cây này 700, thì chọn cây nào cũng được luôn nha anh chị. Cho con anh chị mình lấy bo nhiều để dành chăm sóc luôn. Đấy, thì video sáng thì con đăng nó cũng hơi dài đó, con anh chị mình xem được mã số nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963 210 936 gọi nhắn tin đều được ha. Còn mà hàng nhỏ thì 3 cây 250 bao ship, một cặp là 180 bao ship đối với Bình Lợi. Những cái giống khác thì cặp có 166 thôi ha. Đây, thì con anh chị mình lướt ngang kênh này cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Nhưng mà con anh chị mình có những đóng góp ý kiến gì khác thì mà giống mới khác á, thì mình có thể là comment phía bên dưới và nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con luôn cũng được ha. Cái nữa mình có thể là nhấn vào chuông thông báo cho anh chị, khi là con lên video mới là mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chú anh chị mình nhớ số fan là con anh chị trong cái giờ sau. Xin chào.